Bây giờ tháng 4 nhá, mùa mật ong rừng nhiều nhất trong năm. Và đây này, tối nay em vừa bắt được bằng này này. Cái củ này to thế. Ra cao đi phải đánh qua đêm. Cái này ông nào không biết thì mà bảo mà. Lấy lá chuối ôm lên. Dọc theo hướng thế này. Ngon lắm. Thử nhẹ răng nhẹ lời. Yeah. Bắt đầu đi. Rồi. Đẹp đấy nhỉ. Cái này bằng cái gì đấy? Bằng bằng đồng à? Bằng nhựa à? Bằng. Không biết. Cái đẹp đấy bằng nhỉ. Đọc đi, đọc cái gì đây? Tiến biết đọc không? Nó đọc đây xem nào. Không biết, không biết. Tiến đọc đi xem nào. Tần tần cái gì? Đọc thế nào? Tần tần. Đây này, đây là cái kênh YouTube của tôi này. Và YouTube có nói là chúc mừng đạt được 100 subscriber với cái kênh của tôi, đây là nút play bạc. Nào bây giờ thì hôm nay chúng tôi có thịt nướng cái này, suối này, xong bây giờ chúng tôi mở ra. Đấy thì bây giờ cái nút bạc chúng tôi đã mở xong rồi. Bây giờ tôi xin nói lại một số cái thế này. Trước tiên là tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bác, các anh chị em đã cùng xem cái kênh YouTube của tôi ấy. Và bấm vào nút subscribe là cái nút nói ngắn gọn như thế này này. Là trên mỗi cái video nhá, mỗi cái video thì nó sẽ có một cái nút like và dislike đúng không? Đấy là nút riêng cho video. Thế còn đối với trên kênh ấy thì các bác kích vào nút subscriber, tức là subscribe, tức là nó giống như kiểu bấm like cho cái kênh đó. Thì chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các bác đã xem và ủng hộ anh em tôi suốt thời gian vừa rồi. Nếu không có các bác thì chúng tôi không đạt được nút này đâu. Nên là còn tất cả tình cảm mà tôi cũng mang lên trên bản đây, mở đây chiều về cho anh thêm xem ở nhà nhá các bác nhá. Thôi bây giờ tôi xin phép là bỏ nút play bạc ở đây. Sau đó chúng tôi đi ăn để đây, cứ để đây kiến ạ, cứ để đây này cũng được. Để thẳng lên đi. Đây. Rồi. Chưa đã. Rồi. Để đây đã. Thôi chuẩn bị đi ăn thịt nướng đây. Các bác ơi, bây giờ thịt chín rồi nhá. Chúng tôi bỏ ra ngoài xong là tí ăn. Nhìn nó đen đen thế này, thịt trâu mà các bác. Treo nó gốc cây đã. Ăn ở đây thì chứ nhỉ. Chỗ nào đẹp đẹp nhỉ. Nào bây giờ mở ra nhá, thằng Cử mở đi. Cử thằng Tiến mở đi. Mở ở ngoài trước, đừng đặt vào lá vội. Mở ở ngoài trước, mở ở đó. Mở hết ra. Rồi Tiến cử bê cả vào đây đi, cử ấy. Cho hẳn vào đây xem nào. Ôi giời, sao mà nhìn đen xì xì này nhỉ. Bây giờ cả miếng thịt thế này ăn thế nào. Cử ơi, mày cầm dao mày cắt đi. Chú đang cầm máy quay thì chú không cắt được. Cắt ra, cẩn thận không có dao cứa vào hòn đá. Xem nào. Rồi. Ui giời, chín ngon rồi. Ô không cắt thế, cứ ai cắt thế, ăn làm sao được. Đây để chú cắt cho. Đây các bác nhìn tôi cắt nhá. Thằng Cử mà cắt thế kia thì có mà nhai gãy răng à. Đây. Răng của cả thằng tí to thế này. Là răng con trâu. Đây các bác nhìn nhá. Cái kiểu cớ nó kìa. Ôi giời. Ngon. Ngon đấy. Đây các bác nhìn thấy chưa? Thịt tôi cắt ra thành mấy miếng này rồi. Nhỏ nhỏ rồi, bây giờ cắt hẳn miếng to nha. Cứ ấy cắt miếng to hay nhỉ? Cắt miếng to ăn nhá. Thịt to đùng nhá. Tiến nhá. To đùng. Miếng này cho cháu. Miếng này cho mày nhá. Rồi, tí nữa cho mày. May mà không nhai được tôi đập mày chết. Nhai được, nhai được. Thôi chuẩn bị mời các bác vào mâm. Chúng tôi có cả cơm lam đây này. Còn nút play bạc của YouTube đây đang ở cạnh. Cho mày ngồi đây xem. Ngồi đây nhá.
Để bọn ta ăn cơm đấy nhá. Thử xem nào. Thử đây, ăn đi. Có ngon hơn nọ không? Ngon hơn nhưng có cay không? Không cay á? Không cay nhiều. Xem nào. Tao thử miếng này đã. Nào, mời các bác chấm một miếng. Ngon thế. Ngon thế. Bóc cơm lao đi. Mày không răng nữa đâu, rụt răng rồi đấy. Không sợ à? Răng con trâu. Răng con trâu à? Đây này các bác này. Cái thịt mà tôi vừa nãy tôi đập ra ấy, dùng cái súng dao này mình đập ra này, thì thịt nó mềm. Nó mềm đều chứ nó không cứng như cái hôm mà bọn tôi thái kia nữa. Giờ những cái thớ thịt này bắt đầu nó đã rơi ra thế này rồi. Nó rất là mềm. Ăn ngon lắm các bác. Thôi ăn đi. Cơm lam à? Bóc cơm lam đi. Đấy, trong trường hợp các bác mà ở nhà ấy, các bác dùng thịt bò thì ngon hơn. Lẽ ra hôm vừa rồi bọn tôi bắt được con bò ấy, thì tôi sẽ mang thịt bò tôi làm, nhưng không chưa bắt được bò, tôi phải mang thịt trâu. Thịt bò thì các bác cũng thái miếng giống như tôi thái ấy, để nó cả miếng to ra. Xong là mình tẩm đập cho nó mềm ra, hoặc là lấy ở Hà Nội mình mua, ở thành phố mua cái búa đập thịt đấy. Nó có cái búa xong là có cái đinh đinh ở đầu đấy. Mình đập nó mềm xong tẩm gia vị vào để khoảng 30 phút. Rồi đầu mang đi nướng ngon lắm. Ăn cơm lam đi. Cơm lam thịt nướng. Chấm với muối, ớt, mắc kén. Thôi rồi. Ngon nhỉ. Nào bác nào thích ăn thì ngồi về đây. Ngồi cạnh thằng Tiến ăn tham. Cơm lam, thịt nướng, cá nướng. Ăn một con. Ngon quá. Hả? Kỳ á, cửa. Cửa ăn chưa? Em kiếm gì cả. Ăn ở hòn suối này sướng nhỉ, hòn đá này bằng ấy. Hòn đá bằng. Ăn ngon. Thịt trâu à. Nướng to thì mềm ác nhỉ, mình không cứng như hôm nọ, hôm nọ mình ăn cứng quá nhỉ. Mình đập ra thế này mềm mình ngon. Cái kia chín nhanh nhá, cái này chín nhanh hơn đấy. Này chín nhanh hơn đấy. Ăn này nó mềm thế này cơ mà. Các bác nhìn nhá. Đây nhá. Bây giờ gia vị nó bám bên ngoài, thịt bên trong này. Mềm ngon lắm. Nhưng mà chỉ nói nhìn miếng thôi. Cái này mà miếng cái kia mình nói miếng miếng. Cay đây. Không ăn được đâu. Đi uống nước suối đi. Hả? Ngon lắm. Ngon. Ngon. Cắn miếng to. Được không? Ngon nhỉ? Quá. Rồi, no lắm rồi các bác, không ăn nữa. Gói còn mấy miếng gói về nhà. Buổi nấu ăn hôm nay tạm biệt các bác. Về các bác đập dập ra xong các bác làm ở nhà nhá, ăn ngon lắm. Nướng nó đừng kỹ quá. Như chúng tôi bên này vẫn hơi kỹ đấy các bác. Vì tôi thật ra là tôi quay phim này ấy, nếu mà không chín mới là nguy hiểm, không chín thì mang đi nướng lại chết. Ở nhà này các bác mình thử liên tục xong mình nướng vừa phải. Khi nào nó vẫn còn hơi hồng hồng là ăn ngon nhất rồi, thịt bò ấy. Tuyệt vời luôn. Rồi cảm ơn các bác, rồi chúng cháu tôi đi về đây. Đi bộ còn xa đấy. Vòng đây này. Vòng đây đằng này. Đi này đi tút về bản.
xa lắm. Gói vào đi, gói vào đi, gói vào đi. Thôi bây giờ tôi lại tiếp tục đóng gói cái nút này về. Tối mở ra trên bản, khoe mấy anh em trên bản, cho mọi người trên bản cùng xem cái thành quả của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bác. Thế còn tôi cũng xin nhắc lại các bác như này, là nhiều bác biết tôi rồi thì không sao, bởi vì tôi là quản lý của cái thương hiệu Hoa Ban Food ấy. Thế còn nhiều bác chưa xem thì bảo là tại sao tôi làm video mà làm ít thế. Bởi vì thời gian này suốt 4 năm tôi đi rừng, đi núi cùng anh em, đi khai thác các cái sản phẩm ấy. Thì tôi trước kia tôi chỉ có chụp ảnh thôi, không biết quay phim. Chụp ảnh không có quay phim. Chụp ảnh thì nó chỉ chụp được vài kiểu thôi, chứ còn bọn tôi đi sông đi suối cả ngày trời, nó cũng chả có việc gì làm. Tôi thì cứ đi theo như thế mà nhiều lúc có những cái cảnh đẹp tôi cũng chả quay lại được. Thế về sau tôi cứ học dần dần. Thì tôi quay lại những cái thước phim đó cho các bác. Có những cái nó liên quan công việc của tôi đến sản phẩm của tôi, có những cái nó không hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm cả. Nên các bác nếu mà xem cái kênh YouTube của tôi thì các bác sẽ hiểu rõ hơn, cũng như xem trong cái website hoabanfood.com của tôi ấy. Thư đây, cho vào đây đã. Còn có cả kiến đây này. Cho nó vào đây. Đặt cái này lên. Sau khi tôi rời khỏi bản thì cái nút bạc này tôi cũng sẽ mang về Hà Nội, treo ở trong cửa hàng của tôi đó. Vừa là kỷ niệm luôn. Cho cái này vào đây. Thôi lại chui rừng về. Ui giời, đường rộng lắm. Ô, đàn trâu. Bây giờ là còn phải lội qua suối nữa này. Ô kìa, bên kia có đàn trâu kìa. To nhỉ. Làm gì mà to, con này không to đâu. Trâu kìa. Lội qua suối đã. Kia nó có đàn trâu đang sâu kìa bác, đàn trâu vừa nãy đấy. Chúng tôi sang bờ bên này rồi thì bây giờ đàn trâu nó lại bơi sang bờ bên kia, lội sang bờ bên kia. Trâu bơi giỏi lắm, sông Đà nó còn bơi được cơ mà. Suối này ăn thua gì. Nhìn thế này. Thấy chưa? Đẹp thế. Thôi đi về. Tiến với cử kìa. Nhìn thằng Tiến ấy như đường tăng như này. Thằng Tiến như chữ bắt giới. Tiến ơi, mày khênh cái kia đây. Giống chữ bắt giới lắm Tiến à. Cái này mình quay phim được thưởng đây. Chị có nghĩ là cái này dùng làm cái gì? Dùng để treo cho nó đẹp thôi mà. Thế hôm nào treo ở chỗ ấy, lò sấy. Treo lò sấy á? Mình sấy thịt cho được thưởng. Mình sấy thịt được thưởng cái này đây. Đi trường đây. Phim mình trước mình đi sông Đà đây. Trước phim mình... Quá sẽ được thưởng cái này. Được thưởng cái này đây. Thế chú phải lấy cái gì để thưởng cho anh em đi? Một lợn. Một lợn. Hôm nào một lợn. Hôm nào kiếm con lợn ra bờ suối nướng nhỉ. Đừng có con to quá. Con tầm 7 cân này. 7 cân là đẹp nhỉ.
Sau một hành trình dài ấy, tôi mang cái nút bạc lên trên bàn. Bây giờ tôi mang về cửa hàng của tôi, đóng sẵn chỗ treo cho nó đây rồi các bác. Treo sẵn đây. Giờ tôi treo nó lên đây nha các bác nhá. Hy vọng nếu mà các bác có qua cửa hàng của tôi chơi, vui lòng ghé và thăm. Ê, từ tôi treo này đã. Ôi giời, khó treo thế. Xong xuôi. Đây, tôi sẽ treo ở đây. Hôm nào tôi sẽ mua thêm cái đèn cho nó dọi vào, treo ngay tại cửa hàng của tôi đây. Thì lúc nào các bác có dịp ghé thăm cửa hàng, xin vui lòng ghé cái địa chỉ tôi để ở dưới cái phần mô tả của video các bác nha. Cảm ơn các bác đồng hành anh em tôi suốt thời gian vừa qua. Cho nó đứng ở đây đã.